Chào mừng các bạn đã đến với thủ tục tin học. Thì hôm nay thủ tục tin học sẽ dẫn các bạn cách để mà kết nối điện thoại iPhone với cái laptop Windows của mình để có thể nhận được cuộc gọi, tin nhắn hay là những cái thông báo từ iPhone lên trên máy tính của mình luôn, mà mình không cần phải mở điện thoại ra vẫn có thể xem được, có thể nhận được cuộc gọi hoặc là tin nhắn thông qua máy tính luôn. Thì bằng cách sử dụng cái phần mềm PhoneLink ở trên laptop Windows ha, không cần cài thêm phần mềm gì khác ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Thì đầu tiên vô mà các bạn sẽ mở ứng dụng PhoneLink ở trên máy tính của mình ha. Thì lưu ý là để kết nối cái điện thoại được điện thoại iPhone thì các bạn phải sử dụng Windows 11 ha, và máy tính của các bạn phải có Bluetooth. Thì với ứng dụng PhoneLink này nó có thể hỗ trợ Android và iPhone. Thì video lần trước mình đã hướng dẫn cách kết nối điện thoại Android với ứng dụng này rồi, với máy tính thông qua cái ứng dụng PhoneLink này rồi. Thì nên mình sẽ chọn là iPhone. Bây giờ mình sử dụng iPhone ha, mình chọn iPhone. Rồi bây giờ đầu tiên thì các bạn phải tiến hành mở Bluetooth trên máy tính của mình ha. Rồi mình sẽ chọn turn on Bluetooth để cho nó tiến hành mở Bluetooth ở trên máy tính của mình. Rồi tiếp theo mình sẽ tiến hành mở camera trên điện thoại iPhone của mình để quét cái mã QR này ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở camera trên điện thoại. Đây mình sẽ chọn vô chỗ camera ha. Rồi mình sẽ chọn vô chỗ camera ha. Rồi ok, mình sẽ để camera vào trong cái mã QR này để cho nó quét ha. Rồi sau khi nó quét xong thì nó sẽ yêu cầu mở. Đó, mình sẽ chọn ghép thiết bị ha để mà có thể tiến hành kết nối thiết bị. Rồi ok, rồi sau đó mình sẽ chọn mở ứng dụng liên kết Windows ha. Rồi mình sẽ tiến hành mở ứng dụng này, chọn mở, chọn tiếp tục để kết nối ha và thông qua Bluetooth. Rồi mình chọn cho nó mở Bluetooth. Rồi lúc này nó sẽ kết nối điện thoại của mình. Rồi yêu cầu ghép đôi vào Bluetooth, mình chọn là ghép đôi. Đó. Thì lúc trên máy tính của mình thì lúc này mình cũng sẽ chọn là ghép đôi ha, chọn file. Rồi nó hiện lên cái mã đây mình ghép đôi đó, gồm số 6 số. Rồi mình sẽ chờ đợi máy tính và điện thoại của mình sẽ tiến hành ghép đôi ha để có thể kết nối với nhau. Rồi ok, thì xem như mình đã ghép đôi thành công với ứng dụng trên điện thoại của mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho phép máy tính mình phải cho phép ok máy tính của mình truy cập vào cái thông báo của điện thoại nha. Rồi ở đây thì nó sẽ yêu cầu các bạn là phải mở cài đặt Bluetooth lên và cho phép nó cấp quyền cho cái điện thoại, cấp quyền cho cái ứng dụng liên kết Windows nè. Ứng dụng này nó có thể truy cập vào cuộc gọi hoặc là danh bạ thông báo trên điện thoại của mình. Trên máy tính các bạn chọn Continue ha. Rồi và chọn Continue để tiếp tục ha. Rồi ở đây nó sẽ hiện ra cái giới thiệu nè, cái giới thiệu về ứng dụng PhoneLink. Thì các bạn thử xem cái giới thiệu này ha. Ứng dụng này nếu như sử dụng trên điện thoại Android thì nó hỗ trợ rất là nhiều, nó có thể cho phép các bạn mở được những cái ứng dụng cũng như là tải chiếu màn hình luôn. Nhưng mà đối với điện thoại iPhone thì nó chỉ hỗ trợ một số chức năng thôi. Mình chọn Connect ha để kết nối. Thì đối với điện thoại iPhone thì nó chỉ hỗ trợ chức năng là Call và chức năng Message, tức là cuộc gọi và tin nhắn thôi. Đã, sau khi kết nối thành công thì mình sẽ thấy được giao diện ha, trên đây nha, như thế này ha. Đó, giao diện nó nằm trên máy tính sẽ như thế này ha. Đây các bạn có thể thấy được những cái thông báo trên điện thoại của mình ha, ở bên cột bên trái. Rồi mình có thể thực hiện được cái cuộc gọi, có thể thực hiện cuộc gọi hoặc là gửi tin nhắn ha, ở trên hay máy tính của mình một cách dễ dàng ha. Đây mình có thể thực hiện cuộc gọi ở đây ha. Rồi có thể thực hiện cuộc gọi ở đây ha. Để có thể xem được nhật ký cuộc gọi thì các bạn phải chọn như đây ha, chọn Show Me Now. Rồi lúc này nó sẽ để có thể xem được nhật ký cuộc gọi thì các bạn phải phải đồng bộ qua phần cài đặt Bluetooth trên điện thoại và tiến hành đồng bộ danh bạ ha. Tương tự ha, cho phần tin nhắn nè, để có thể xem được tin nhắn thì mình cũng phải đồng bộ hai danh bạ thì mới được ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành. Rồi ok, trên điện thoại của mình sẽ vào phần cài đặt ha. Trên hai thông báo rồi sau đó mình vào phần Bluetooth. Đó. Rồi sau đó các bạn tới phần Bluetooth này thì các bạn sẽ thấy hiển thị những cái thiết bị kết nối Bluetooth với điện thoại của mình. Thì các bạn chọn cài đặt Bluetooth nha, ở phía dưới. Rồi sau đó các bạn sau khi vào phần cài đặt Bluetooth xong thì các bạn sẽ hiển thị thấy cái tên Windows 11 ở đây, nghĩa là mình đã kết nối rồi. Đó là tên của máy tính của mình ha. Mình sẽ chọn vào dấu chấm than nha, chỗ Windows 11 nè. Rồi lúc này mình sẽ chọn là hiển thị thông báo, kích hoạt cho nó phép hiển thị thông báo. Rồi cũng như là có thể là đồng bộ danh bạ ha, để có thể xem được nhật ký cuộc gọi ha, cũng như là tin nhắn trên máy tính. Xem như mình đã cho phép trên điện thoại iPhone thì nó sẽ hiển thị được trên Windows ha. Rồi ok. Rồi sau khi cài đặt Bluetooth xong thì các bạn sẽ quay lại máy tính ha. Thì lúc này mình sẽ chọn vào phần call ha, cuộc gọi, rồi mình sẽ chọn Show me now.
Khi mà nó sẽ hiển thị ra cái log gọi của mình ha, lịch sử gọi của mình, tức là các cái lịch sử gọi nó hiện ra đây, thì mình có thể bấm để thực hiện cuộc gọi luôn trên máy tính của mình luôn một cách dễ dàng. Rồi bấm vào nút gọi thì nó có thể cho phép các bạn thực hiện cuộc gọi luôn trực tiếp trên máy tính của mình luôn, cũng như là các bạn có thể nhận được cuộc gọi trên máy tính của mình một cách dễ dàng. Các bạn có thể chọn cuộc gọi nào mà các bạn muốn ha. Rồi trong cái phần message tin nhắn thì các bạn tương tự, các bạn cũng có thể thực hiện nhắn tin trên máy tính của mình một cách dễ dàng mà không cần phải mở điện thoại lên, các bạn cũng có thể nhắn tin được ha. Đó, các bạn có thể gọi tin nhắn vào để thực hiện nhắn tin dễ dàng trên bàn phím của máy tính ha. Dạ. Thì, ví dụ khi các bạn thực hiện cuộc gọi ha, thì lúc này trên điện thoại của mình nó cũng sẽ nó hiện ra là đang gọi nè. Đó. Thì mình có thể nhận cuộc gọi được, cuộc gọi trên điện thoại hoặc là nhận cuộc gọi ở trên máy tính ha, đều được ha. Đó, khi mình có thể bấm kết thúc cuộc gọi. Vậy ở đây mình có thể hiện ra tên của điện thoại iPhone mình nè. Nó còn hiển thị ra tên iPhone và dung lượng pin còn bao nhiêu phần trăm. Rồi cho cái phần cài đặt ha, bánh răng cài đặt bên phải thì các bạn kích vào đây, thì các bạn vào phần My Device thì nó sẽ hiển thị ra các thiết bị để kết nối, đó là iPhone của Tân. Tên mình có thể chọn Remote để gỡ nữa ha, chọn vào ba gạch này, dấu ba chấm này, chọn Remote thì nó sẽ gỡ ra. Còn nếu có liên kết với cái điện thoại khác, các bạn chọn vào dấu cộng nè thì nó cho phép các bạn kết nối với một cái thiết bị khác nữa nếu muốn ha. Đó là cách để kết nối điện thoại iPhone với máy tính thông qua cái ứng dụng Phone ha. Ok, đến đây mình xin kết thúc qua tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú theo dõi ha. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh Thuật Kinh Học để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Thuật Kinh Học ha. Hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.